chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Trong chương 976, Jin B, cựu thất vũ hải đã chính thức trở thành người lái tàu của băng mũ rơm. Ông đã xuất hiện trong bảng giới thiệu người lái tàu của băng mũ rơm, Jin B với số tiền thưởng truy nã 430 triệu. Với những gì Jin B đã thể hiện trên đảo bánh, cho thấy ông ấy là một người lái tàu tuyệt vời. Jin B có thể điều khiển tàu Thousand Sunny di chuyển một cách hoàn hảo. Khi kết hợp với lệnh điều hướng của Nami, Sunny thực sự có thể vượt qua mọi trở ngại. Điều này thậm chí còn được chứng minh tại đảo bánh, nơi Sunny có thể an toàn dưới sự truy đuổi gắt gao của hạm đội Big Mom vì có Jin B lái tàu và Nami là hoa tiêu. Với việc bổ sung Jin B, băng mũ rơm đã có đủ 10 thành viên. Nhưng như thế đã đủ chưa? Thực tế thì băng mũ rơm đã cảm thấy tạm ổn với số lượng thành viên này, đặc biệt là với số lượng bổ sung một thành viên lái thuyền mạnh mẽ như Jin B. Nhưng thực tế theo mình thì băng mũ rơm vẫn còn thiếu một số vị trí ở trên thuyền. Và hiện tại bây giờ, Yamato và Momonosuke đang là hai người ứng cử viên cao nhất có cơ hội gia nhập băng mũ rơm sau trận chiến ở Onigashima. Băng hải tặc dâu trắng và băng hải tặc Roger đã từng có một số bạn trẻ học việc, băng hải tặc Rock huyền thoại cũng vậy. Học việc trên tàu hải tặc sẽ là một số thanh niên cướp biển trẻ tuổi, họ thường được giao cho các công việc vặt tầm thường như là dọn tàu. Nhìn lại băng mũ rơm thì trên con tàu Thousand Sunny cũng tình cờ vào thời điểm này không có thuyền viên nào đang học việc và có công việc cụ thể như dọn dẹp. Trong băng hải tặc dâu trắng, Ditch đã từng là người học tập. Trong băng hải tặc của Roger, Buggy và Shank đã từng là người học việc. Trong băng hải tặc Rock thì sao? Tứ hoàng Kaido cũng từng là người học việc khi băng hải tặc Rock ở thời kỳ đỉnh cao. Trong băng mũ rơm hiện nay chưa có người học việc, có lẽ Momonosuke phù hợp cho vị trí đó. Nhưng còn Yamato thì sao? Sau đây là một số vị trí mà Yamato có thể đảm nhận nếu gia nhập băng mũ rơm. Thứ nhất, vị trí tanker cận chiến. Khi Yamato tham gia, băng mũ rơm sẽ được gia tăng sức mạnh và trở nên khủng bố hơn. Băng mũ rơm trước đây có bộ ba quái vật có sức mạnh ngang với cấp độ chỉ huy của các Yonko, đó là Luffy, Zoro và Sanji. Bây giờ họ cũng đã có sự bổ sung thêm Jinbe. Yamato về mức độ sức mạnh cũng phải ngang ngửa thành viên trong nhóm Tobi Robo hay thậm chí có thể phát triển mạnh hơn nữa về sau này. Nếu thực sự còng tay nổ hạn chế sức mạnh của Yamato, giống như Luffy bị còng trong mỏ đá của nhà tù Udon, thì sau khi còng tay bị phá hủy, Yamato có thể trở nên nguy hiểm hơn. Hãy tưởng tượng sẽ hoành tráng như thế nào nếu băng mũ rơm có một thành viên là con của Kaido. Chỉ nghe thấy tiếng tăm của mình, những tên cướp biển cấp thấp và hải quân có thể run sợ trước tiên, đặc biệt là khi Yamato có thể triển khai kỹ thuật lôi minh bát quái của Kaido. Nhưng bây giờ, băng mũ rơm cũng cần có nhiều thành viên có khả năng chiến đấu mạnh hơn, đặc biệt là vì mình thực sự cảm thấy One Piece đã dần bước đến đoạn cuối cùng. Thứ hai, giám sát Luffy với nhật ký của Oden. Yamato đang sở hữu nhật ký của Oden, cô ta dường như cũng đã ghi nhớ nội dung của cuốn sách, để sau đó nếu quyển nhật ký bị mất đi hoặc bị hư hại, cô ta vẫn có thể nhớ nội dung của nó. Yamato cũng có thể hướng dẫn Luffy tìm đến Locktail. Không phải bằng cách tiết lộ One Piece là gì, mà vấn đề ở đây, Oden dường như không ghi rõ bí mật của One Piece trong nhật ký, nhưng có thể bằng cách đưa ra hướng dẫn về vị trí của phiến đá Poneglyph thứ tư. Thứ ba, nhật ký chuyến đi. Nếu Yamato tham gia băng mũ rơm, đây là vị trí cô ta có thể đảm nhiệm. Kể từ khi rời khỏi thủ đô Wano, Oden bắt đầu ghi lại hành trình của mình. Ông vẫn ghi lại câu chuyện của mình cho đến khi ông gia nhập nhóm của Roger. Do đó, nhật ký của Oden đã được tìm thấy và truyền cảm hứng cho Yamato. Luffy đã trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu của định mệnh, nhưng hiện tại dường như không có thành viên nào trong băng mũ rơm có nhiệm vụ riêng để ghi lại những chi tiết này. Yamato cũng có thể giống như Oden và tạo ra một quyển nhật ký hành trình mới. Hãy tưởng tượng nếu một tên cướp biển khác tìm thấy quyển nhật ký của Yamato về những cuộc phiêu lưu của cô ta với Luffy, có thể sẽ là một huyền thoại mới được tạo ra và băng mũ rơm sẽ được lưu danh sử sách. Thứ tư, Yamato có khả năng tham gia mũ rơm như thế nào? Trong chapter mới nhất, chương 985 thì Yamato chia sẻ mong muốn của mình với Luffy. Nếu tôi là Kozuki Oden thì tôi tin em trai của Ace nhất định sẽ cho tôi lên tàu. Tôi muốn ra khơi với Ace nhưng lại bị giam cầm trên hòn đảo này từ năm 8 tuổi. Kể cả nếu là Oden thật thì cũng không thể thoát được khỏi đây vì cái còng trên tay tôi. Đây là còng của tù nhân và nếu Yamato rời khỏi đảo thì chiếc còng trên tay sẽ phát nổ. Lúc đầu, mình đã nghi ngờ rằng Yamato sẽ tham gia mũ rơm nhưng sau khi thấy cô ta muốn phiêu lưu đến mức nào và bắt chước theo Oden, cô ta có thể đi theo bước chân của vua hải tặc mới. Giống như Oden đã từng đi theo Goldie Roger, tình huống của Yamato có thể giống như của Oden. Luffy ban đầu không muốn tuyển cô ta, nhưng Yamato sẽ lén tham gia, cuối cùng cô cũng đã được chấp nhận. Yamato là người duy nhất có thể chiếm vị trí tương tự như Oden trên tàu của Roger. Roger đã có Rayleigh và Scooper Gabon rất mạnh mẽ, sau đó có thêm Oden. Luffy có Zoro, Sanji và Jinbe, sau đó có thể thêm vào Yamato. Oden đã ghi lại hành trình của Roger đến cùng. Vấn đề duy nhất của Oden là có thể đọc Poneglyph và thậm chí khắc đá. Yamato hiện chưa thể hiện có khả năng đó. Tuy nhiên, vị trí của người đọc Poneglyph ít nhất đã được lấp đầy bởi Robin. Bạn có nghĩ Yamato sẽ tham gia băng mũ rơm không? Thì hãy để lại ý kiến ở phần dưới bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Channel nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.